Và ngay giây phút này đây, xin được kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng hướng mắt lên sân khấu với vũ điệu Ó O do các bạn nữ thanh niên trình bày. Vâng, chúng ta nở một tràng pháo tay thật lớn cho vũ điệu Ó O được không ạ? Vâng, xin cảm ơn toàn thể quý vị. Hà Nội rồi.